Em xin chào các bác, xin chào toàn thể anh em. Clip hôm nay em sẽ ghép cũng như là test hát karaoke một bộ dàn rất là khủng này. Trước mặt anh em là một bộ súp bass đơn 50 và bên trên là một cặp loa full bass đô 40 cũng là một chép kèn và một set chiêu siêu chép của Mỹ nằm ở bên trên ha. Ở đây là một con bass này, bass 50 rất là đẹp anh em này. Đó, một con bass em sẽ giới thiệu nhanh để còn test nữa, không thôi là thời gian nó rất là dài. Đó, một con bass 50 và bên đây cũng vậy. Bass còn rất là mới, rất là đẹp và hàng zin xịn 100% ha. Còn cái tất cả những e căng của nó đây. E căng em đã tháo ra rồi. Đây này. Những chiếc e căng này nó có những cái tem community này dính trên e căng luôn. Khi mà mình gắn vô thùng nó rất là đẹp. Đó, và đây là con bass 450 này. Bass bắn cực kỳ sâu và uy lực, cùng với lại bốn lỗ thông hơi thoát ra ở phía bên trên và phía bên dưới. Rồi bên trên là một cặp full của bass đô 40. Đó, hai bass 40 ha, bass thật hết và một loa chấp kèn ở đây. Nó có một cái tem community này hiệu của Mỹ xịn quý vị ha. Và hai lỗ, ba lỗ thông hơi rất là to. Đây này, hai lỗ này, ba lỗ này. Cũng là một con loa siêu chép nhín ở trên đây. Nó có tất cả là hai loa chép, hai loa bass và ba lỗ thông hơi, một loa quý vị ha. Rồi em sẽ soi. Sẽ soi màu đen đây. Đó, màu đen của nó đây nè. Community CSX50B 2 la mã. Có nghĩa là con này là con súp ha, súp 50 này. Đó, hàng này hàng cổ xịn USA, made in the USA này, dòng xịn của Mỹ quý vị ha. Còn công suất của nó là 500W cho một loa. Đó, 500W. Rồi tiếp tục là loa full CSX57. Đó, hai cái hiệu này, hai cái cặp loa này cùng một hiệu community hàng của Mỹ hết, made in the USA này, 4 ohm, công suất maximum là 750W cho một loa. Đó, rất là khủng trên cái dòng loa này. Đó, 750W cho một loa quý vị ha. Và hiện tại em đang đánh hai con đẩy này, nữa giờ xíu em sẽ soi đến đẩy. Rồi ở đây là loa y chang như vậy luôn. Đó, rất là đẹp, rất là mới ha. Đây này, em đã câu dây jack sẵn trên rồi. Đó, quý vị nào mà mua bộ này hát karaoke, hát chơi xuân, hát nhạc Noel chơi Tết cuối năm đi, đảm bảo là không hay, không mất tiền, mình có thể để ở ngoài trời luôn. Còn có bên trên là QSC 3000A. Đó, con này nó có sò đó, có một công suất rất là mạnh ha, 1200W này nhân cho 4 ohm. Rồi con dưới này, con dưới này là QSC 2000A, công suất là 650W, đánh trở kháng là 4 ohm, điện 220. Đó, hai con này đều là của Mỹ hết, một con là 650 và một con là 1200. Và mặt trước của đẩy đây em đang ghép với lại con vang số X5 ha, và số xịn luôn, em đã test sẵn sàng hết trơn rồi, mình chỉ việc về mình hát thôi. Đây là QSC 3000A, công suất là 1200W nhân cho 4 ohm là mỗi kênh 600W đó. Em đang đánh với lại một cặp súp, con MX 3000A là đánh cho cặp full ha, còn con MX 2000A là em đánh cho cặp súp. Có nghĩa là con 3000A này nó sẽ mạnh hơn một chút thì để đánh full, còn con 2000A này nó mức công suất nó sẽ thua con này một chút để đánh súp được rồi, bởi vì cặp súp này có một cặp 50 à, nên đánh cái con 2000A vừa được quý vị ha. Đánh cái bộ này em ghép vô nó còn đánh dư tải nữa, nó còn đánh dư tải cả cái bộ loa này luôn. Đó, hiện tại là bộ loa này rất là đẹp rồi, và ngay sau đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn ha. Và trước khi test em cũng xin báo giá sơ sơ qua một tí thôi, cũng như là bộ dàn, nguyên bộ dàn này, một cặp súp này 50 và một cặp loa full 4 bass 40 đôi và hai cục đẩy, một cái băng số này, micro nữa, micro có dây quý vị ha. Đó, thực sự em sẽ hát test karaoke luôn. Đó, bộ này xương xương nó cũng tầm khoảng trên dưới 70 triệu rồi. Đó, xương xương trên dưới 70 triệu ha. Đó là cả súp luôn, nguyên một bộ công lê như thế này luôn, cả dây jack và dây loa các kiểu quý vị ha. Tầm khoảng 70 triệu. Rất là khủng này, anh em mua về hát karaoke, hát nhạc xuân, chơi Tết cho Noel đấy, những dịp lễ cuối năm, hoặc là mình có thể để ở ngoài sân ngoài trời như thế này. Mình hát, mình có đám tiệc gì nhỏ nhỏ hay là họp mặt hay là sinh nhật thôi nôi đấy, mình để ngoài trời mình hát luôn, tầm khoảng 20 bàn, nó đánh tốt 20 bàn luôn quý vị ạ, đánh rất là khủng nha, con súp này đánh hay lắm, cực kỳ sâu. Em sẽ test cho anh em một đoạn nhạc này. Test một đoạn nhạc thì biết rồi. Anh em đeo tai phone cho nghe cảm nhận nha anh em ạ, đánh rất là kinh khủng luôn. Đeo tai phone cho mình nghe nó sẽ chân thật hơn ạ. Rung hết nhạc tôn trên này này, rung hết trơn luôn rồi. Ở ngoài nghe rất là rõ.
nghe tiếng mà nó bị xèn 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 á, là cái tiếng tôn của máy tôn nhém bị rung quý vị. Đó, nghe tiếng tôn nó nghe chứ không phải là nghe tiếng loa rè đâu. Đấy, tiếng tôn nó xèn 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 nó rung tôn đấy quý vị. Đấy, bát đánh kinh hồn luôn, cảm xúc này đánh hay quá. Bát đánh rất là ấn tượng quý vị ạ. Em đi sẽ đi xa thêm một tí nó ra ngoài đường luôn. Này, ra ngoài đường luôn rồi. Em sẽ chuyển qua một đoạn hát karaoke quý vị ha. Đó, các bác có thể mua nguyên một dàn này cũng được. Rồi mình có thể mua một cặp súp hoặc một cặp loa hay là con đẩy vang số, em đều bán rời hết quý vị ha. Rồi mình có thể mua rời hoặc là mua nguyên một bộ nếu như mà các bác có nhu cầu, với lại kinh tế của các bác có đủ điều kiện đấy, nó dư giả tiền một chút là mình chơi nguyên dàn luôn. Còn nhà mình có âm ly hay hoặc là có đẩy rồi, mình có thể chơi mua loa về mình chơi, hoặc là mình có loa rồi thì mình mua đẩy hoặc là vang số về mình chơi ha. Em đã test cũng như là căn chỉnh cho nó sẵn sàng, nó hợp rơi hết trơn rồi, mình chỉ về mình mua về mình xài thôi, không có phải căn chỉnh bất cứ một cái gì hết quý vị ạ. Đó, em đã căn chỉnh súp rồi, loa full nó đồng bộ hết trơn rồi ha. Và ngay sau đây em sẽ test qua một đoạn hát karaoke này. Đó, các bác có thể mua lẻ hoặc là mua nguyên bộ như em đã nói rồi, và ngay sau đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc hát karaoke ha. Qua một năm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.